Bạn Thúy Maruko bác cho em hỏi cách chăm sóc bộ vệ sinh dục bé gái, vậy em thấy sâu bên trong có chất bẩn mà vệ sinh sao cho đúng sợ con đau. Thực ra là cái vệ sinh đúng nhất ý, là rửa dưới vòi nước chảy. Thế các bạn dùng vòi hoa sen ý. Không không xịt sâu vào nhưng mà các bạn rửa rửa dưới vòi nước chảy để nó không nhiễm khuẩn ngược vào. Còn các bạn rửa ví dụ trong các cái chậu ý, thì nó vẫn có nguy cơ nhiễm khuẩn vào. Nhiễm khuẩn ngược dòng từ hậu môn và vòng âm đạo của con. Còn rửa cho em bé là rửa dưới vòi nước chảy là một cách vệ sinh tốt nhất. Còn với trẻ càng nhỏ không, nó có một cái lớp trắng trắng nó bám vào môi bé, cho nên không cần làm sạch quá đi đâu ạ. Không cần không 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 cần phải cố gắng làm sạch đâu, nó sẽ gây đau. Kệ nó. Câu hỏi tiếp theo của bạn Bùi Huê. Bé 17 tháng được 10 cân, cao 75 cm, lúc sinh 2 cân 9 thì có ổn không? Bà ơi, cái lúc sinh chiều cao của em bé là được bao nhiêu ạ? Như thế này thì nó sẽ hơi hơi thấp một chút. Chúng ta sẽ có kế hoạch. Bạn cung cấp tiếp thông tin cho mình xem là cái ăn uống của em bé như thế nào và đã bổ sung đầy đủ vitamin D chưa? Với cân nặng 2,9 cân thì lúc 12 tháng em nhất em bé phải được khoảng 9 cân này. Bây giờ là 10 cân, 12 tháng đến 17 là 5 tháng, 10 cân thì là bị hơi nhẹ cân. Còn chiều cao như thế này là nó thiếu rồi. Lúc 1 tuổi nó phải được khoảng 74-75 cm. Đến 17 tháng và 18 tháng là 1 tuổi rưỡi thì nó phải rơi vào khoảng là 78 đến 80 cm. Đó, nó mới đủ với yêu cầu chiều cao của con. Như thế này thì có thể kiểm soát lại cái lượng sữa của con bạn, xem cái lượng sữa hiện nay là nó được bao nhiêu. Bởi vì sữa cho đến bây giờ với đối với em bé thì vẫn là cái thực phẩm mà nó cung cấp canxi ok nhất cho con. Bên cạnh đó thì là sẽ phải có vitamin D thì em bé của bạn có thể hấp thụ được cái canxi này.